quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin thời tiết ngày 22 tháng 9 năm 2023 trên chuyên trang Dân Việt Media của báo điện tử Dân Việt. Khu vực Hà Nội có mây, đêm không mưa, ngày nắng, có nơi có nắng nóng, gió đông nam cấp 2 đến 3, nhiệt độ thấp nhất 25 đến 27 độ, nhiệt độ cao nhất 33 đến 35 độ, có nơi trên 35 độ. Khu vực phía Tây Bắc Bộ có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi nắng nóng. Riêng các tỉnh Lai Châu, Lào Cai đêm nay có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23 đến 26 độ, có nơi dưới 23 độ. Nhiệt độ cao nhất 32 đến 35 độ, có nơi trên 35 độ. Khu vực phía Đông Bắc Bộ có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi nắng nóng. Riêng tỉnh Hà Giang đêm nay có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Gió đông nam đến nam cấp 2 đến 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24 đến 27 độ, vùng núi có nơi dưới 24 độ. Nhiệt độ cao nhất 32 đến 35 độ, có nơi trên 35 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi nắng nóng, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24 đến 27 độ, nhiệt độ cao nhất 32 đến 35 độ. Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Riêng phía Nam chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to, ngày nắng, có nơi nắng nóng. Gió đông đến đông nam cấp 2 đến 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24 đến 27 độ, nhiệt độ cao nhất 31 đến 34 độ. Khu vực Tây Nguyên có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to, ngày có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 20 đến 23 độ, nhiệt độ cao nhất 29 đến 32 độ, có nơi trên 32 độ. Khu vực Nam Bộ có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to, ngày có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23 đến 26 độ, nhiệt độ cao nhất 31 đến 34 độ. Vừa rồi là những thông tin thời tiết đáng chú ý trong ngày. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong những bản tin tiếp theo.